Hello, em Giai Trung Kiên đến từ Tượng Gỗ Sưởng Ấn Hồng. Xin chào toàn thể quý khách nhà mình. Hôm nay em lên cho chị em mình một siêu cực phẩm ở bên em vừa mới hoàn thiện xong các bác nhá. Đây là tác phẩm Ngài Tế Công Say, tên gọi khác là Ngài Tế Điền đấy ạ. Được làm trên chất liệu gỗ vương màu tường đỏ. Và chất liệu gỗ vương tường đỏ thì các bác nhà mình đã biết rồi. Vô cùng là quý hiếm và giá trị cũng rất là cao đúng không ạ? Và tác phẩm bên em với chiều cao đấy là 79, ngang 32 và sâu là 33, và bên em hiện tại đang ra mức giá vô cùng êm ái chỉ là 22 triệu đồng thôi, và bên em cũng là bao ship toàn quốc cho toàn thể các bác nhà mình nhé. Và không để các bác nhà mình chờ lâu, và em sẽ đây em sẽ tiến gần máy quay cho toàn thể các bác nhà mình ngắm nhìn và thưởng lãm chi tiết về tác phẩm bên em. Chứ từ các bác ngắm nhìn là từ khuôn diện của Ngài Tế Điền đấy ạ. Từ ánh mắt nhá, phần mũi, phần miệng đây. Thợ bên em làm vô cùng là kỹ càng, từ phần nếp nhăn của khuôn mặt thôi. Đấy, làm miêu tả không khác gì một khuôn diện người thật đấy ạ. Và trên mũ ngài đang bên em làm nổi kinh ra một chữ Phật đấy nhá các bác nhá. Đấy, và từ bộ lông tóc, bộ tóc thôi, người thợ bên em đục tỉa bông tươi từng sợi đấy ạ. Cùng với hình thể gầy gò thì người thợ bên em làm phô ra phần xương ngực đây, đấy, những tràng hạt này. Thì người thợ bên em chặt tỉa bằng tay thôi nhưng mà đều tăm tắp đúng không ạ, làm rất là kinh bong và tỉ mỉ đúng không ạ. Đấy, một tay thì đang cầm một bình hồ lô rượu và một tay đang cầm bát rượu, và trong bát rượu thì cũng có dòng rượu đây đang chảy ra đấy ạ. Và chữ bát này các bác ngắm nhìn cho em này, làm kênh bồng liền hết cho em đó đấy. Và từ những giải áo giải quần này các bác ơi, làm vô cùng là mẹ mại và rất là chân thực đúng không ạ, và trông rất là phiêu. Và từ phần là chiếc dép đây, chiếc giày của Ngài Tế Điền đang đi đấy ạ, phần móng chân này không khác gì móng chân người thật luôn đúng không ạ, đỉnh cao luôn. Và phần tới cơ chân này không khác gì cơ người thật đấy, đỉnh cao luôn đúng không ạ. Và với dáng thế Tế Công Ngài Tế Công đang rất là say xỉn, luôn luôn trong tình trạng say đấy ạ, và đang dáng thế đứng rất là phiêu đấy. Và phía dưới bên em có làm thêm một cây lấm linh chi, mong muốn là thật nhiều sức khỏe như sự trường thọ đấy ạ. Và ở trên phiến đá xẻ đây, cây cỏ hoa lá đây chấm tỉa rất là kỹ càng các bạn nhá. Ở đây và tác phẩm này bên em làm là làm tứ diện, và phần bên sau bên em làm phô ra phần chiếc quạt này. Cái quạt này cũng làm liền hết cho em nhá, làm rất là kỹ càng và tỉ mỉ đúng không ạ. Và những giải áo giải quần này từ nếp nhăn này đỉnh cao luôn các bác ơi. Dạ vâng, và Ngài Tế Công thì anh chị mình đã đến rồi. Đấy, duy nhất trong nhà Phật là có sở thích là uống rượu và cũng như là ăn thịt chó. Và cùng từ một phôi gỗ vô tri vô giác mà người thợ bên em thổi vào tác phẩm đấy, để làm ra những tác phẩm đỉnh cao như này, chất chiêu những gì tinh túy và cũng như tinh hoa nhất để làm ra một tác phẩm Ngài Tế Công Say đây, rất là đỉnh cao đúng không ạ. Và tác phẩm bên em được làm trên chiếc gỗ vương màu tần đỏ đấy, vô cùng là quý hiếm và giá trị rất là cao, và mang lại một màu đỏ rất là tươi trưng kê trong khuôn gian nhà mình là vô cùng nổi bật. Và màu đỏ thì mang lại sự bình an và cũng như may mắn cho gia chủ nhà mình đấy ạ. Và các bác nhà mình quan tâm tác phẩm Ngài Tế Công Say bên em thì hãy liên hệ với hotline bên em đầu số là 0789 336 318 hoặc là 0981 336 318, kết bạn Zalo, em gửi những ảnh chi tiết và rõ nét nhất cho toàn thể các bác nhà mình cùng cân đối ạ. Và cảm ơn các bác nhà mình đã lắng nghe và theo dõi.